Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sputnik đưa tin quân đội Nga đã phát hiện một bản đồ căn cứ quân sự Mỹ tại Fort Elwin bị quân đội Mỹ để quên tại một trong những xe chiến đấu Bradley mà họ chuyển đến Ukraine và sau đó đã bị bắt giữ tại Kupiansk, phía đông tỉnh Kharkov, Fort Irwin là một trong những trung tâm huấn luyện quân sự lớn nhất tại Mỹ, nằm ở sa mạc Mojave tại bang California, nơi binh sĩ được đào tạo để vận hành xe bọc thép như một phần của các lữ đoàn. Ngoài ra, tài liệu bản đồ này chỉ ra các tuyến đường di chuyển của xe bọc thép Mỹ, nơi trú ẩn, bãi đáp và các chi tiết khác. Thông thường tại cơ sở này, binh sĩ được huấn luyện để hành động chống lại kẻ thù tiềm tàng trong điều kiện gần với chiến đấu trên thực địa. Trước đây, các hoạt động quân sự đã được thực hành ở đây, sau đó được tiến hành trên thực địa ở Iraq và Afghanistan. Bây giờ, xét theo bản đồ, quân đội Mỹ đang huấn luyện trong các điều kiện mô phỏng khu vực của một hoạt động quân sự của Nga. Ngoài ra, theo nguồn tin, gần đây Ban Quản lý Trung tâm Fox Irwin đã công bố tuyển dụng những người nói tiếng Nga và có kỹ năng nhập vai. Kể từ khi bùng nổ xung đột ở Ukraine, Mỹ đã cung cấp cho Kiev hơn 300 xe Bradley. Một số lượng lớn trong số những xe này đã bị lực lượng Nga phá hủy trên chiến trường Ukraine. Trong khi đó, theo nguồn tin từ Ukraine Form, công tác chuẩn bị cho việc thành lập lữ đoàn Ukraine tại Ba Lan đang được Bộ Quốc phòng của hai nước hoàn thiện. Ukraine Form cho biết, thông tin này được Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha và người đồng cấp Ba Lan Radoslav Sikorsky công bố tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev vừa qua. Ông Sibiha nhắc lại thỏa thuận an ninh song phương có một điều khoản quy định về hợp tác đào tạo một đơn vị tình nguyện viên Ukraine sống ở nước ngoài. Ông Sibihar nói, để điều này trở nên thiết thực, Bộ Quốc phòng phải thực hiện các bước chuẩn bị và hiện công tác này đang ở giai đoạn hoàn thiện. Sau khi toàn bộ công tác chuẩn bị hoàn tất, điều này sẽ trở thành hiện thực thiết thực. Về phần mình, Ngoại trưởng Sikorsky nhấn mạnh, chúng tôi đã đạt được tiến triển trong vấn đề này. Bà Lan sẵn sàng huấn luyện lữ đoàn Ukraine bằng kinh phí của chúng tôi theo hãng tin reuters ngoại trưởng mỹ antony blinken trong cuộc họp báo được tổ chức ở thủ đô washington dc của mỹ cho biết mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào loạt cơ quan truyền thông có liên quan đến đài truyền hình rt của nga theo tuyên bố của ông blinken các cơ quan truyền thông nga đang hoạt động giống như một cánh tay trên thực tế của bộ máy tình báo nga ông cho rằng đài rt đã vượt ra ngoài vai trò là một cơ quan truyền thông để sở hữu năng lực hoạt động trên không gian mạng cũng như tiến hành các thông tin bí mật và gây ảnh hưởng đến các hoạt động ở nước ngoài. Ông Blinken tuyên bố trong buổi họp, "Chúng tôi thông báo rằng các cơ quan truyền thông được điện Kremlin hậu thuẫn này không chỉ đóng vai trò gây ảnh hưởng bí mật nhằm làm suy yếu nền dân chủ ở Mỹ mà còn can thiệp vào vấn đề chủ quyền của các nước trên thế giới." Ông James Rubin, điều phối viên của Trung tâm gắn kết toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng đưa ra tuyên bố cho rằng hoạt động tuyên truyền và thông tin sai lệch của RT đã giúp làm giảm sự hỗ trợ của quốc tế dành cho Ukraine. Ngoài RT, Mỹ còn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng truyền hình TV Novosti, tổ chức phi chính phủ Eurasia và giám đốc Nelly Parutenko. Washington cho rằng ba cơ quan truyền thông này đã phối hợp chặt chẽ những nỗ lực mà các quan chức cấp cao Nga giao phó. Ngoại trưởng Blinken cũng xác nhận Mỹ cùng với Canada và Anh đang phát động chiến dịch ngoại giao chung nhằm đẩy lùi nỗ lực phát tán thông tin sai lệch và gây ảnh hưởng ngầm của Nga Trước những cáo buộc từ phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Washington hẳn đã rất khó khăn để duy trì vị thế thống trị đối với công chúng trên toàn cầu. Bà Zakharova khẳng định vấn đề không phải là cuộc xung đột Ukraine hay cuộc bầu cử Mỹ, mà chính là nỗ lực của Mỹ nhằm bảo vệ cái gọi là không thể sụp đổ của truyền thông Mỹ thông qua chèn ép các nguồn thông tin khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định truyền thông Nga chỉ cung cấp sự thật khiến Washington mất đi thế độc tôn trong truyền thông và đập tan ảo tưởng về cái gọi là Pax Americana, hòa bình kiểu Mỹ, mà Hollywood gây dựng lên. Cuộc giao tranh bằng UAV ở Canada đang cải biến tác chiến hiện đại và gây ra tổn thất lớn cho lực lượng xe tăng, bao gồm cả xe tăng hạng mạnh do siêu cường Mỹ chế tạo. UAV có thể làm thay đổi cách con người sử dụng xe tăng trong xung đột tương lai. Hồi đầu năm nay quân đội Nga đã bắn hạ 5 trong số 31 xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, số xe tăng này được lầu nắm góc gửi cho Ukraine vào mùa thu năm 2023. Đại tá Reisner, chuyên gia huấn luyện quân sự của Áo cho biết, còn có ít nhất 3 chiếc Abrams nữa bị hư hại kể từ xung trận trong xung đột vũ trang với Nga vào đầu năm nay, năm 2024. Ông Reisner đã theo dõi tình trạng vũ khí được sử dụng và mất mát trong cuộc xung đột này. Theo phân tích quân sự Oris Số xe tăng nói trên chỉ là một phần trong tổng số 796 xe tăng chủ lực của Ukraine bị phá hủy, thu giữ và vứt bỏ kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Dữ liệu của Oryx cho thấy Nga cũng bị tổn thất một số lượng xe tăng rất lớn. Oshijono dẫn lời đại tướng James Rennie, chỉ huy bộ tư lệnh tương lai của Mỹ, đơn vị nghiên cứu giải pháp chuyển đổi và trang bị cho quân đội nhận định. Trong tương lai gần, chúng ta cần phải khẩn trương thực hiện một số điều chỉnh để duy trì khả năng sống sót của các đội hình thiết giáp. Xe tăng đã xuất hiện trong chiến dịch xâm nhập vào Kursk của quân đội Ukraine và loại vũ khí này vẫn có chỗ đứng trong các cuộc tấn công nhanh. Tuy nhiên, trong phần lớn chiến trường tại Ukraine, những cỗ máy thiết giáp tiên tiến nhất của phương Tây lại trở thành miếng mồi ngon cho các loại UAV rẻ tiền. Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột tại Ukraine, các chỉ huy thường giấu xe tăng và các xe bọc thép bằng cách đào chiến hào và ngụy trang. Sau đó, họ sẽ xuất hiện để khai hỏa khi đối phương vào tầm bắn. Tuy nhiên, hiện nay xe tăng rất dễ bị UAV phát hiện do đó kiếp lái trước tiên phải tìm cách tránh khỏi tầm hoạt động của uav sau đó mới di chuyển vào vị trí tấn công xe tăng sẽ bị uav tấn công hơn các loại xe bọc thép khác vì kích thước cồng kềnh và tháp pháo lớn phần trên chỉ được gia cố mỏng pháo của xe tăng cũng không phù hợp để bắn hạ uav và hạn chế đạn dược do đó cả lực lượng nga và ukraine đều đưa ra những giải pháp độ chế chẳng hạn trang bị lồng sắt bao quanh xe tăng ngoài giáp lồng lực lượng nga gần đây chế tạo giáp mai rùa một số có cụm thiết bị gây nhiễu chống run bên trên và lắp cho những chiếc xe tăng dẫn đầu đoàn phương tiện cơ giới tấn công vị trí đối phương. Ukraine cũng áp dụng một số biện pháp chống drone và được đánh giá dần thành thạo hơn trong hoạt động này. Đại tá Reisner cho biết, các kỹ sư quân sự đã luôn tìm ra những cách mới để tiêu diệt xe tăng kể từ khi chúng được sử dụng trên chiến trường. Nhưng xe tăng cho đến nay vẫn là lực lượng không thể thiếu trong quân đội các quốc gia. Đại tá Reisner cũng cho rằng xe tăng vẫn là loại vũ khí nguy hiểm nhất trong giao tranh trên bộ. Ông nói, nếu bạn muốn kiểm soát địa hình, bạn cần có xe tăng. Nhưng chuyên gia quân sự này cũng nhận định FPV sẽ là một phần quan trọng trong thứ mà một số nhà phân tích tin rằng sẽ thúc đẩy giao tranh ngầm trong tương lai với vũ khí điều khiển từ xa điều khiển các phương tiện chiến đấu trên mặt đất. Trong tình huống này, binh sĩ sẽ điều khiển hệ thống vũ khí từ các hầm ngầm gần đó để đảm bảo họ có thể duy trì đường ngắm và tần số vô tuyến đối với vũ khí. Những trận chiến trên bộ như vậy trong tương lai chủ yếu có thể chỉ là cuộc đọ sức giữa máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất và các phương tiện thiết giáp không người lái trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga đăng video ghi lại cảnh trực thăng tấn công K-52M của Nga không kích vào các mục tiêu Ukraine ở tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả mục tiêu mà Nga muốn nhắm đến đã bị phá hủy. Tuy nhiên, bộ này không cung cấp số lượng chính xác, số binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy trong cuộc tấn công. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy hai chiếc trực thăng bay ở tầm thấp và bắn nhiều loạt rocket nhằm về phía lực lượng Ukraine. K52M là trực thăng tấn công hiện đại nhất trong dòng K52 và mới được cung cấp cho không quân Nga từ đầu năm 2023. K52M có hệ thống xác định và thu nhận mục tiêu quang điện tử tầm xa được ổn định bằng con quay hồi chuyển, bộ truyền động kỹ thuật số và khung gầm mới cùng hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến và hệ thống quản lý cho phép nó mang được nhiều loại vũ khí, trong đó có một loại tên lửa cực kỳ nguy hiểm. K52M sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa và tác chiến điện tử L-418 Monoblock có khả năng tương tác với máy bay không người lái UAV bằng các yếu tố trí tuệ nhân tạo. Điều này cho phép máy bay có thể điều khiển các UAV trinh sát và tấn công. Trực thăng K-52M sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều khi kết hợp với tên lửa đa năng hạng nhẹ LMUR tiên tiến. LMUR còn có tên gọi khác là tên lửa Isdelie 305 do Cục Thiết kế Kolomna của Nga phát triển và sản xuất được dùng để tấn công các tòa nhà, công trình kiên cố, xe bọc thép, tổ hợp phòng không và nhiều mục tiêu khác của đối phương. Nga đã thử nghiệm tên lửa này vào năm 2015 và đưa vào sản xuất chính thức sau năm 2016. Dù được mô tả là tên lửa hạng nhẹ LMUR có trọng lượng hơn 90 kg, nặng gấp đôi tên lửa VIK và gấp 6 lần tên lửa ATAKA. Tên lửa đạt tầm bắn tối đa 14,5 km, tốc độ hơn 800 km một giờ. Tên lửa LMUR dài không quá 2 mét đường kính thân 200mm, trọng lượng phóng 105kg. Hồi đầu tháng 8, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào vùng Kursk của Nga. Cuộc tấn công được cho là có sự tham gia của một số đơn vị tình nhuệ nhất Kiev và một số lượng xe bọc thép do phương Tây cung cấp. Mặc dù Kiev ban đầu đã đạt được đà tiến, giành được quyền kiểm soát một số làng tại Kursk, song Moscow tuyên bố nước này đã đẩy lùi được nỗ lực tiến công của Ukraine các lực lượng Nga đã tích cực sử dụng thiết bị bay không người lái, pháo binh và tên lửa có độ chính xác cao để bắn phá các mục tiêu của Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào khu vực Kursk là một nỗ lực nhằm đưa xung đột đến lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine vừa qua thông báo các cơ sở năng lượng dân sự tại 6 tỉnh Donetsk, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk, Odessa, Sumy và Kharkov đã bị Nga tấn công trong 24 giờ qua. Đòn đánh nhằm vào tỉnh Donetsk khiến đường dây điện ở đây bị hư hại và làm một số trạm biến áp, hộ gia đình và cơ sở khai thác mỏ mất điện. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, 277 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Tất cả đã được đưa lên mặt đất an toàn. Điện sau đó đã được khôi phục. Một cơ sở hạ tầng công nghiệp ở tỉnh ivano frankivsk đã bị hư hại do trùng máy bay không người lái UAV tự sát của Nga. Đòn tấn công đã làm bùng phát hỏa hoạn và khiến các hộ dân xung quanh mất điện, song sự cố đã được khắc phục. Tình trạng mất điện cục bộ cũng xảy ra ở tỉnh Odessa sau khi một đường dây điện ngừng hoạt động do vụ tấn công của Nga. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cùng ngày tuyên bố Nga đã phóng tổng cộng 26 UAV dạng Sahet nhằm vào lãnh thổ nước này. 24 trong số đó đã bị phòng không Ukraine bắn hạ trên bầu trời các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Kherson, Khmelnytsky và ivano -Frankivs. Các cuộc tấn công của Nga tiếp tục ảnh hưởng đến năng lực sản xuất điện của Ukraine, khiến nước này phải phụ thuộc rất nhiều và ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và điện nhập khẩu từ các nước liên minh châu Âu. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev. Khả năng phục hồi điện là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta trong năm nay. Chúng ta đã vượt qua thành công hai mùa đông rưỡi và sẽ tiếp tục vượt qua mùa đông thứ ba khó khăn tương tự, nếu không muốn nói là khó khăn nhất. Ông Smihan cho biết, chính phủ Ukraine được các nước châu Âu hỗ trợ đang khẩn trương phát triển các sáng kiến phân cấp sản xuất điện, bao gồm mở rộng công suất điện tái tạo, một bước tiến được các nhóm bảo vệ môi trường hoan nghênh. Theo ông Eric Green, một học giả tại Quỹ Energy vì Hòa bình Quốc tế cho biết, kể từ đầu năm nay, Nga liên tiếp tập kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và điều này làm dấy lên viễn cảnh về một cuộc di cư hàng loạt của người Ukraine chạy khỏi những ngôi nhà không có hệ thống sưởi ấm trong những tháng tới. Mặc dù chiến dịch đột kích tỉnh Kursk đã gây bất ngờ, nhưng phương Tây ngày càng lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trong thời gian dài. Một số quan chức cho rằng Kiev sẽ phải hối hận sau 6 đến 8 tuần nữa. Andrew West, Phó Chủ tịch Phụ trách Nghiên cứu tại Quỹ Kennedy vì Hòa bình Quốc tế cho biết các nước phương Tây chắc chắn lo ngại về khả năng chống chọi của Ukraine trước cuộc tấn công quy mô lớn toàn diện của Nga. Mặt khác, theo ông West, khả năng của phương Tây trong việc thúc đẩy Ukraine nhượng bộ những điều kiện mà Kiev không thể chấp nhận cũng chỉ có giới hạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết 49 tù binh Ukraine bị bắt tại Nga đã được trở về nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky không nói rõ việc 49 tù binh được trở về có phải là một phần của cuộc trao đổi với Nga hay không. Tuy nhiên, truyền thông nước này cũng ghi nhận hình ảnh tù nhân Nga được đưa lên xe buýt gần biên giới. Nếu đúng, đây sẽ là cuộc trao đổi tù binh thứ hai giữa Nga và Ukraine kể từ khi Kiev đột kích vào vùng Kursk. Ông Zelensky cho biết, trong số những người được trở về nước có nhiều tù binh dân sự, bao gồm một cô gái bị bắt khi đến chăm sóc người cha đang bị bệnh. Ngoài ra, nhiều binh sĩ khác bị bắt sau trận chiến Azovstan năm 2022 tại Mariupol cùng các binh sĩ, lính biên phòng và cảnh sát cũng được trao trả. Chia sẻ với truyền thông, hai người phụ nữ ngoài 20 tuổi cho biết Họ bị bắt khi nhà máy Azovstal rơi vào tay Nga sau cuộc bao vây năm 2022. Trước đó, Ukraine lái xe chở tù binh Nga trên một chiếc xe buýt. Trên xe, một số người đội mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt. Những chiếc mũ này đã được tháo ra khi họ được đưa lên một chiếc xe tải nhỏ. Họ đều bị bắt trong cuộc đột kích của Ukraine và vùng Kursk của Nga. Ngày 24 tháng 8, Nga và Ukraine cũng đã trao đổi 115 tù binh mỗi bên. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi Kiev bất ngờ tấn công vào khu vực Kurs của Nga ngày 6 tháng 8. Các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất làm trung gian cho thỏa thuận này. Bộ Quốc phòng Nga thông báo kết quả của quá trình đàm phán đã giúp 115 binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh ở khu vực Kurs được trả lại về nhà. Bộ này cho biết thêm các binh sĩ này đang ở nước láng giềng Belarus, nơi họ nhận được sự hỗ trợ về mặt tâm lý, y tế và sẽ sớm được đưa trở về Nga, đồng thời công bố hình ảnh những binh sĩ đang chuẩn bị lên xe bus trên một cánh đồng. Ở diễn biến khác, theo RT đưa tin, các lực lượng Nga dường như đang đẩy lùi lực lượng Ukraine ở khu vực do Kiev kiểm soát thuộc tỉnh Kursk của Nga. Một kênh Telegram thân Nga công bố các đoạn clip cho thấy thành tích của trung đoàn cận vệ số 51 thuộc lực lượng nhảy dù Nga gần khu định cư Snagos. Kiev đã triển khai hàng nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng cho chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga. Theo quân đội Nga, tổn thất của Ukraine rất lớn trong cuộc tấn công kéo dài từ ngày 6 tháng 8 đến nay. Đoạn video 2 phút 20 giây được quay từ một máy bay không người lái, thể hiện trận chiến ở một vùng nông thôn có sự tham gia của nhiều xe bọc thép. Quân đội Nga công bố một đoạn video về cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó hạm đội phương Bắc triển khai khinh hạm Đô đốc Kasatonov và Đô đốc Goloko thuộc dự án 22350. Các khinh hạm bắn pháo A-192M 130mm vào mục tiêu mô phỏng ở khoảng cách lên tới 10km, đồng thời triển khai các biện pháp phòng không khinh hạm đô đốc Kasatonov được chế tạo với công nghệ tàng hình khiến radar đối phương không thể nhận diện được ở vùng biển xa. Con tàu này sẽ hoạt động ở hạm đội phương Bắc bên cạnh khinh hạm đô đốc Goskop. Khinh hạm đô đốc Kasatonov thuộc dự án 22350 được thiết kế để thực hiện một loạt các nhiệm vụ như tác chiến chống tàu ngầm và nhiệm vụ hộ tống, đồng thời đóng vai trò là nền tảng tấn công tầm xa. Trong khi đó, khinh hạm đô đốc Golokko sử dụng hệ thống tên lửa hành trình Kalip hoặc tên lửa Onyx làm vũ khí tấn công cơ bản. Khinh hạm này có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau, từ tấn công tầm xa cho tới tác chiến chống ngầm. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo, hải quân nước này bắt đầu cuộc tập trận tham mưu và chỉ huy mang tên Ocean 2024. Thông báo cho biết, các đơn vị thuộc hải quân theo kế hoạch huấn luyện của quân đội Nga bắt đầu tham gia cuộc tập trận tham mưu chỉ huy Ocean 2024 kéo dài đến hết ngày 16 tháng 9. Cuộc tập trận là một trong những hoạt động chủ yếu trong việc huấn luyện tác chiến và chiến đấu của quân đội Nga trong năm 2024. Thông báo cũng cho biết, hơn 400 tàu chiến, tàu hậu cần và tàu ngầm, 120 máy bay và máy bay trực thăng thuộc Hải quân và lực lượng không quân vũ trụ, khoảng 7.000 đơn vị vũ khí và kỹ thuật quân sự, cùng hơn 90.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận diễn ra trên các vùng biển thuộc Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, biển Caspi và biển Baltic. Tham gia cuộc tập trận còn có các nhóm tác chiến thuộc các bộ sức mạnh và cơ quan liên bang khác như Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng Khẩn cấp, cơ quan an ninh liên bang, lực lượng vệ binh quốc gia và cơ quan bảo vệ liên bang Nga. Ngoài ra, còn có các nhóm tác chiến, các cơ quan chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội từ các nước đối tác của liên bang Nga cũng được mời tham gia cuộc tập trận. Theo thông báo, các nhiệm vụ cơ bản của cuộc tập trận tham mưu chỉ huy chiến lược mang tên Ocean 2024 là kiểm tra tình trạng sẵn sàng của các bộ chỉ huy của các nhóm quân của Hải quân Nga trong việc chỉ huy các nhóm quân khác nhau trong khu vực trách nhiệm, giải quyết các nhiệm vụ tác chiến không dập khuôn, sử dụng tổng hợp vũ khí chính xác cao các mẫu vũ khí hiện đại và tương lai, kỹ thuật quân sự trong quá trình thực hiện tập trận cũng như mở rộng hợp đồng với lực lượng hải quân các nước đối tác trong việc giải quyết các nhiệm vụ chung trên biển. Hãng thông tấn TASS đưa tin trong kho vũ khí của Ukraine, số lượng tên lửa tầm xa Storm Shadow tương đối thấp. Nguyên nhân là do Ukraine đã sử dụng nhiều tên lửa trong các cuộc tấn công trên không trước đây nhắm vào bán đảo Crimea trong vài tháng qua, việc liệu Ukraine có được phép sử dụng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không đã gây tranh cãi. Bloomberg đưa tin Thủ tướng Anh Keir Starmer công nhận quyền của Ukraine trong việc sử dụng Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ nước Nga. Sau đó, các quan chức quốc phòng nước này phủ nhận những phát biểu của ông Keir Starmer. Tờ Daily Telegraph thông tin thêm, Bộ Chỉ huy Quân sự của Anh coi những tuyên bố này là không phù hợp, đồng thời họ chỉ ra rằng Thủ tướng Keir Starmer đã đi quá xa khi thừa nhận điều đó trước công chúng. Storm Shadow Scarp là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do Pháp và Anh phát triển. Tên lửa được thiết kế để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng có giá trị cao, bao gồm căn cứ không quân, hệ thống radar, trung tâm liên lạc và các tài sản chiến lược khác. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có chiều dài khoảng 5,1 mét, sải cánh khoảng 3 mét với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km h Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Trước đó, Trung tướng Andrei Semenov, người đứng đầu lực lượng phòng không và tên lửa Nga tiết lộ, tên lửa hành trình Storm Shadow, SCAP, có thể tiếp cận mục tiêu một cách bí mật bằng cách sử dụng hệ thống hiệu chỉnh dẫn đường thông qua vệ tinh Mỹ. Nga từng thu một số bộ phận của Storm Shadow hồi năm ngoái sau khi đánh chặn theo các chuyên gia quân sự, việc Nga thu được quả đạn Storm Shadow còn nguyên vẹn khi đó đã giúp họ tìm hiểu rõ hơn tính năng kỹ thuật của mẫu tên lửa hành trình có tầm bắn xa nhất mà Ukraine được chuyển giao. Tên lửa Storm Shadow có khả năng tàng hình, đặc biệt là ở mặt nước, nhằm ẩn mình trước các hệ thống phòng không. Việc xem xét vật liệu chế tạo và nguyên lý thiết kế từ quả đạn thu được có thể giúp Nga xác định mức độ phản xạ radar cụ thể của tên lửa, từ đó xây dựng phương án phòng thủ. Mới đây, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu, EU cho biết, Ủy ban châu Âu đã trình bày với đại sứ các nước EU ba phương án mới để kéo dài thời hạn áp đặt lệnh trừng phạt đối với tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga. Động thái rất quan trọng để đảm bảo khoản vay G7 trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các phương án bao gồm việc phong tỏa tài sản trong 5 năm, ra soát lại sau mỗi 12 tháng và phải có đa số các quốc gia EU chấp nhận thì mới đủ điều kiện để giải phóng số tài sản này. Phương án thứ hai là gia hạn lệnh phong tỏa tài sản sau mỗi 36 tháng và việc dỡ bỏ phong tỏa phải được quyết định bằng cách bỏ phiếu và tất cả các thành viên đều nhất trí thông qua. Phương án thứ ba sẽ là kéo dài thời hạn đối với tất cả các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga lên 36 tháng. Hiện tại, các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga sẽ được gia hạn sau mỗi 6 tháng. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt khi Moscow mở kế hoạch quân sự ở Ukraine Dự kiến, EU sẽ sử dụng 90% lợi nhuận thu được từ tài sản này để hỗ trợ quân sự cho Kiev. Phần còn lại chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã xác nhận ông đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Tổng số tài sản khoảng 260 tỷ euro, tương đương với 280,9 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa trên toàn thế giới phần lớn ở EU. Những khoản tiền này tạo ra lợi nhuận từ 2,5 tỷ đến 3,5 tỷ euro mỗi năm. Ý tưởng được Mỹ ủng hộ là sử dụng khoản lợi nhuận nêu trên làm nguồn doanh thu ổn định để trả cho khoản vay lớn trị giá 50 tỷ đô la Mỹ có thể huy động được trên thị trường. Về phía mình, Nga tuyên bố bất kỳ sự chuyển hướng lợi nhuận nào từ các tài sản bị phong tỏa của Nga đều là hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm mọi quy tắc và chuẩn mực của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế. Báo chí Nga dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này, Anton Siluanov tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nếu các nước phương Tây sử dụng bất hợp pháp các tài sản của Nga. Thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký xác lệnh cho phép Nga lấy tài sản của Mỹ, bao gồm cả chứng khoán, để bồi thường cho các tài sản của Moscow bị Washington phong tỏa và tịch thu mới đây thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao iran ali akbar amadian và thư ký hội đồng an ninh belarus alexander volfovich đã gặp nhau ở thủ đô minsk của quốc gia đông âu theo hãng thông tấn chính thức irna của iran hai bên kêu gọi mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp khai khoáng và thương mại minsk và tehran đồng thời hối thúc tăng cường quan hệ song phương trong các khía cạnh chiến lược và trên trường quốc tế bao gồm các khuôn khổ như tổ chức hợp tác thượng hải sco và nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS. Ông Amadian nhấn mạnh quan điểm chung của hai nước đối với việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong hệ thống quốc tế và đề nghị nâng cao hợp tác song phương trong lĩnh vực này, cũng như nhấn mạnh SCO và BRICS cùng các khuôn khổ tương tự là tiền thân của trật tự thế giới mới. Ngoài ra, quan chức an ninh Iran còn nêu bật nhu cầu mở rộng hợp tác giữa các quốc gia độc lập để chống lại những chính sách đơn phương của phương Tây. Trong khi đó, thư ký Hội đồng An ninh Belarus bày tỏ nhất trí với phía Iran về việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, lưu ý hai nước có chung quan điểm và đang có những bước đi vững chắc theo đường lối này. Theo IRNA, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Akbar Ahmadiyan cũng đã có buổi hội kiến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo gửi lời mời tới Tổng thống Masud Pezeskian tới thăm Minsk, đồng thời kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong bối cảnh tình hình chính trị phức tạp của thế giới, ông Lukashenko cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Iran đối với tư cách thành viên của Belarus trong SCO và BRICS. Về phần mình, ông Amadian cho biết Iran, Belarus là những đồng minh cũ và hy vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ mở rộng hơn nữa trong tương lai. Hồi đầu tháng 8, tổng tư lệnh quân đội Iran Abdolrahim Mousavi và tư lệnh phòng không không quân Belarus Andrei Lukyanovich đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước này, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Trong cuộc gặp ở Tehran, ông Mousavi nêu rõ Iran và Belarus đang phải đối mặt với các mối đe dọa chung và cùng chia sẻ các lợi ích chung. Tổng tư lệnh quân đội Iran lưu ý, Belarus có vị trí chiến lược đặc biệt và là rào cản lớn đối với sự mở rộng của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của Tehran đối với việc mở rộng tổ chức này. Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdelati và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã điện đàm để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại giải Gaza và tình hình căng thẳng ở Bờ Tây. Tại Cairo, dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdelati và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải Gaza, đồng thời tại điều kiện thuận lợi, cho các nhiệm vụ của cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNWA. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập nêu bật sự cần thiết phải chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel ở giải Gaza và nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Ông khẳng định, hòa bình, an ninh và ổn định sẽ không thể tồn tại được trong khu vực nếu không thành lập được nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967, với đông Jerusalem là thủ đô. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đánh giá cao vai trò trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ trong tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, tù nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ đạt được trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha, Jose Manuel Amares, bên lề hội nghị về vấn đề Palestine và việc thực thi giải pháp hai nhà nước tại thủ đô Madrid, Ngoại trưởng Abdelati đã nhắc lại lập trường của Ai Cập kiên quyết phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Israel tại hành lang Philadelphia, và cửa khẩu biên giới Rafa bên phía Palestine. Trong cuộc hội đàm, ông Abdielati đã chỉ trích việc cắt giảm tỷ lệ viện trợ nhân đạo vào giải Gaza, đặc biệt là khi Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí để chống lại người Palestine và từ chối mở các cửa khẩu. Ngoại trưởng Ai cập cũng cho rằng sự hiện diện quân sự của Israel tại các khu vực này phục vụ cho mục đích chính trị, tức là ngăn chặn chính quyền hợp pháp của Palestine giành lại quyền kiểm soát ở Gaza và phá vỡ các nỗ lực hòa giải do Ai cập, Qatar và Mỹ tiến hành để đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân. Ông Abdelati đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt tình trạng thù địch, đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và đảm bảo hoạt động chuyển hàng viện trợ nhanh chóng và không bị cản trở vào Gaza. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng ca ngợi việc Tây Ban Nha, Na Uy, Ireland và Slovenia gần đây công nhận nhà nước Palestine, đánh giá bước đi này là đóng góp đầy ý nghĩa cho sứ mệnh bảo vệ các quyền hợp pháp của người dân Palestine. Ai Cập hy vọng nhiều quốc gia khác sẽ nói theo bởi vì lập trường công nhận nhà nước Palestine đóng vai trò rất quan trọng để đạt được mục tiêu hòa bình ở Trung Đông, ngoại trưởng Abdelati tuyên bố việc công nhận nhà nước Palestine và trao cho Palestine tư cách thành viên đầy đủ tại Liên hợp quốc là những biện pháp thiết yếu vừa đáp ứng được quyền của người Palestine vừa là nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa đã viết một bức thư hiếm hoi gửi cho thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, trong đó ông tái khẳng định cam kết chống lại Israel và ủng hộ liên minh các chiến binh khu vực có tên gọi là trục kháng chiến theo lực lượng Hezbollah tại Liban thủ lĩnh Sinae nhà lãnh đạo chính trị của Hamas được cho là đang ẩn náu giữa hệ thống đường hầm ngầm ở Gaza đã nói với thủ lĩnh Hezbollah rằng nhóm này cam kết theo con đường kháng chiến mà người tiền nhiệm đã bị sát hại là Ismail Haniyeh đã đi trước đó và sự thống nhất của UMA tức cộng đồng hồi giáo Hezbollah đã công bố bức thư này trên kênh Telegram của Hezbollah trong thư Ông xin hoa cảm ơn lực lượng phong trào tại Liban về cuộc xung đột đã diễn ra ở biên giới với Israel từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, chỉ một ngày sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel. Là một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất đối với Israel, thủ lĩnh Sinwa chưa từng xuất hiện công khai kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra. Sau gần một năm im lặng, ông xin đã đưa ra tuyên bố đầu tiên. Chúc mừng Tổng thống Algeri, Abdelmadi đắc cử trong cuộc bầu cử. Tiếp đó, văn phòng của ông cho biết Ông đã viết thư cảm ơn những người đã chia buồn về cái chết của cựu thủ lĩnh Hanie. Theo Đài truyền hình CNN, vẫn chưa thể xác minh liệu ông Sinwa có thực sự là tác giả của những bức thư đó hay không. Trong một bình luận, chuyên gia phân tích tình hình Gaza, Muhammad Sehada, nhận định: "Có thể ông ấy muốn chứng tỏ mình vẫn ở đây, vẫn còn sống và nắm quyền chỉ huy. Ông ấy muốn chứng tỏ bản thân liên tục cập nhật và biết mọi thứ đang diễn ra bên ngoài Gaza. Ông ấy muốn chứng tỏ mình có thể hoạt động trên nhiều mặt trận, mặt trận trong nước, chiến trường ở Gaza." và mặt trận ngoại giao hòa giải. Theo ông Hada, đối tượng mục tiêu của những lá thư mà ông Sinoa viết chủ yếu là Israel khi thủ lĩnh Hamas muốn chứng minh mặc dù đã có những nỗ lực tìm kiếm, song ông vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không bị cản trở. Bên cạnh đó, một mục tiêu khác là Hamas, những người hoài nghi ngay trong nội bộ của nhóm hoặc thậm chí là các bên hòa giải như Qatar, Mỹ và Ai Cập. Hồi tháng 7, ông Sinoa được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của Hamas sau khi ông Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Ông được coi là người có quan điểm cứng rắn hơn người tiền nhiệm trong các mối quan hệ với Israel và ủng hộ hợp tác và quan hệ chặt chẽ hơn với Iran, cũng như các nhóm Hồi giáo đồng minh như Hezbollah. Chuyên gia Sehada cho biết, ông Sinoa là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hezbollah và Iran và làm sâu sắc thêm liên minh với chủ kháng chiến. Chuyên gia Sehada nói, ông ấy được coi là người thực tế trong phong trào, nhưng đồng thời cũng rất khó đoán và bốc đồng. Trong bức thư gửi thủ lĩnh Nasrallah, ông Sinwa cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo, đặc biệt là nhà thờ Hồi giáo Al-Qasa ở Jerusalem. Ông Sinwa nhấn mạnh cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 là một trong những trận chiến danh dự nhất trong lịch sử của người dân Palestine.